Xin chào quý vị các bạn Đây em đang test một bộ đèn đám cưới nho nhỏ để gửi cho anh khách ở huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ đây Thì anh xem ở cái video combo bộ đèn 6 triệu của em Nhưng mà anh không không có nhu cầu lấy 6 con đèn mà anh chỉ cần chọn 4 con đèn thôi Vậy cho nên cái bộ này chỉ có 4 triệu 2 để kính chị các bạn nhé Sẽ gồm 4 con đèn phạt nét 54 x 9 loại 1 bên em đây Mã mủng đầy đủ đây Đấy Và thêm một cái bàn điều khiển DVX512 đã được cài đặt sẵn các chương trình Và bốn cái móc giá 4 triệu hai đã được bao ship về tận nhà rồi quý anh chị các bạn ạ có dây tín hiệu thì ở nhà anh có rồi vì anh ấy làm âm thanh mà anh ấy làm âm thanh đám cưới nên dây tín hiệu ở nhà anh ấy có rồi anh ấy bảo vậy Đấy, anh chỉ cần mua cái bộ đèn 4 triệu hai này là được Đèn em đánh số một hai ba bốn rồi về anh ấy về quý anh chị các bạn chỉ cần nắp theo thứ tự nhé đầu nối dây theo thứ tự một hai ba bốn và kết nối về bàn điều khiển này được bàn điều khiển này thì em đã cài đặt sẵn các chương trình rồi ví dụ như là chương trình ánh sáng hội nghị thì đèn đang ở anh bấm auto này phải cho nó auto đã nhá đèn âu auto đây thì ánh sáng hội nghị thì thoát chơi hai ra em đang ở chơi hai thoát chơi hai bấm chơi bấm số một cái là ánh sáng hội nghị đây đấy, lúc nào không thích ánh sáng hội nghị nó thoát chơi một ra bấm chơi hai là ánh sáng tự động đổi màu êm ái đấy, nhanh chậm là cần sửa này cái cần sửa này nhanh chậm là cần sửa này còn cái cần phát tham phải cho về không nhá đấy cần phát tham à phết tham phải cho về không còn sửa này cho lên cao à nó chạy nhanh Đấy cho xuống thấp rồi nó chạy chậm còn lúc nào thích ánh sáng chớp thì thoát chơi 2 ra, bấm chơi 3 là chớp trắng đây. Lúc nào thích chớp màu thì thoát chơi 3 ra, bấm chơi 4, chớp màu xanh đỏ tím vàng đây. Còn lúc nào thích đèn đuổi màu nhau thì chúng ta bấm chơi 5, thoát chơi 4 ra, bấm chơi 5, đèn đuổi màu nhau. Nhanh chậm mà cần speed này này. Đấy, cho lên cao nó chạy nhanh. Cho xuống thấp nó chạy chậm. Rất là thông minh, đèn em cài đặt sẵn rồi, về anh chỉ cần bấm chạy là được thôi. Đấy, lúc nào không thích uh, chơi đuổi màu nhau nữa phải thoát nó ra, đó, nó đang đổi màu ở trên năm chúng ra thoát ra bấm sang chơi hai là đổi màu êm ái rất đơn giản rất tiện lợi quý anh chị các bạn nha đây em đang test một bộ đèn để gửi cho anh ý ở trong huyện Cần Giờ đây ở à, huyện Cờ Đỏ trên Cờ Đỏ cao Cần Thơ bốn có bộ này có bốn triệu hai đấy quý anh chị các bạn ạ